Sáng nay ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Quốc Bình, 22 tuổi, ngụ tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, 20 năm tù về tội giết người, và Nguyễn Trung Hiếu, 26 tuổi, ngụ tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, 1 năm tù về tội che giấu tội phạm, đồng thời buộc bị cáo Bình bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại số tiền 89 triệu đồng. Theo cáo trạng, Hiếu và Bình có quan hệ tình cảm đồng tính nam. Hiếu làm ca sĩ, còn Bình bán vé cho đoàn Lô Tô Hồng Nhung. Ngày 15 tháng 11 năm 2017, đoàn Lô Tô hoạt động tại xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hiếu và Bình cùng thuê phòng trọ gần đó để nghỉ. Khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2017, do trời mưa, đoàn ngưng hoạt động nên Hiếu, Bình cùng một số bạn tổ chức uống rượu tại nhà anh Phan Văn Tèo. Nhậu được một lúc thì Bình và Hiếu xảy ra cự cãi. Bình bỏ vào phòng trọ ngủ trước. Đến khoảng 21 giờ, Hiếu nói với Hận rủ Bình tiếp tục uống rượu và có rủ thêm anh Phạm Tuấn Phong vào cùng uống. Anh Phong có mời Bình uống nhưng Bình từ chối không uống thì xảy ra cự cãi. Bình lấy ghế nhựa đánh Phong và được mọi người can ngăn. Sau đó Bình tiếp tục chạy vào quán lấy con dao đâm nhiều nhát vào người Phong, làm nạn nhân tử vong do choáng mất máu cấp sau vết thương đứt thủng tim do vật sắc nhọn gây ra. Sau khi gây án, Bình cùng với Hiếu bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 21 tháng 11 năm 2017, Bình và Hiếu bị lực lượng chức năng bắt khẩn cấp tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.